Tất cả người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Cập nhật đến 14 giờ ngày 12 tháng 1, cả nước đã tiêm trên 163,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 11 tháng 1, đã tiêm hơn 1,15 triệu liều vaccine. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 148.300.821 liều. Trong đó có 70.379.377 mũi 1, 65.321.754 mũi 2, 1 triệu 310.178 mũi 3 vaccine Abdala; 3 triệu 187.586 liều bổ sung và 8 triệu 101.926 liều nhắc lại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 100%, tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 92,8% và tỷ lệ tiêm liều nhắc lại là 11,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 37 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản trên 90%, 21 trên 63 tỉnh. Thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản từ 80% đến dưới 90% có 5 trên 63 tỉnh. Thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản dưới 80% là Hưng Yên 78,8%, Nghệ An 76,8%, Hà Giang 76,1%, Cao Bằng 78,7% và Sơn La 74,3%. Về triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm 14.074.600 liều trong đó có 8.010.031 mũi 1 và 6.064.569 mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 89,8% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 68% dân số từ 12 gạch ngang, 17 tuổi. 33 tỉnh thành, phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang. Bộ Y tế vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 năm 2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo công văn. 10.722 gạch chéo BIT gạch ngang DP ngày 17 tháng 12 năm 2021 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý 1 2022. Bộ Y tế yêu cầu ra soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine sau khi ra soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên bảo đảm an toàn trong tiêm chủng các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé